Hạt rẻ cười là loại hạt khô được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng. Đây là mặt hàng nhập khẩu có giá thành khá cao và trước chỉ bán trong các cửa hàng nhập ngoại. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, hạt rẻ cười đã trở nên phổ biến hơn và xuất hiện trong các khu chợ với giá thành bình dân hơn rất nhiều. Những quả hạt rẻ màu trắng tinh, không bao bì, nhãn mác, không rõ nguồn gốc nhập được đựng trong các bao ni lông trắng to và chia nhỏ bán theo cân, nhưng cũng thu hút sự quan tâm của không ít người mua. Người bán hàng thì cho biết tuy có màu như vậy nhưng hạt rẻ của chị là loại không nhuộm hay tẩy trắng. Chị cũng rất nhiệt tình chia sẻ cách phân biệt hạt rẻ chuẩn cho những người mua hàng. Rẻ cười là một loại ngon nhất, là giá bình dân là 280.000. Đấy là giá bình dân. Hạt rẻ cười mà ví dụ như cái cuống của nó có những cái xanh như mực ấy, mà cái hạt của nó xanh lét, đấy là nhuộm. Còn hạt rẻ cười, em cứ quay nha, rẻ cười này nó có xanh lét vàng như này. Nó xanh nhưng nó phải có vàng. Đấy, thì là hạt rẻ cười nó không nhuộm. Đấy là hạt rẻ cười. Hạt rẻ cười không còn là mặt hàng xa lạ với người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết màu sắc nguyên gốc của hạt rẻ cười. Chúng tôi đã thử so sánh màu của hạt rẻ cười mua tại hai địa điểm khác nhau. Một là ở khu chợ trên và một là tại một cửa hàng nhập khẩu hàng thực phẩm khô để tìm ra sự khác nhau. Rất dễ dàng nhận ra sự trái ngược với màu trắng tinh bắt mắt. Những quả hạt rẻ trong gói có nguồn gốc từ Anh, có màu vàng và nâu sẫm. Bên trong cũng có màu sẫm hơn. Tôi cũng có bóc thử cho bạn để bạn so sánh nhé. Đây là cái hạt rẻ này là trên thị trường rất nhiều. Giá thành nó rất là rẻ. Còn đây là hạt rẻ của Anh. Xách tay về, bạn nhìn đây này. Hàng xịn, hàng tốt của nó thì nó sẽ không tẩy trắng được như thế này. Nó sẽ không làm màu cho cái nhân của nó xanh, mà đây thực tế của nó sẽ quả tươi nó như thế nào, nó sấy khô sẽ là như thế này. Mình ăn cái này rất là an toàn. Còn những cái dòng này chắc chắn là sẽ là có đồ thuốc ấy, mà để làm cho tẩy trắng lên, thì cái này tôi nghĩ là không an toàn cho sức khỏe. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nguồn hàng hạt rẻ cười và giá cả dao động, thậm chí là chênh lệch nhau tương đối nhiều. Hàng hạt rẻ cười màu trắng xanh đẹp bắt mắt lại là sản phẩm có giá thành rẻ hơn nhiều so với các loại hàng hạt rẻ cười màu vỏ sẫm hơn. Quả nguyên gốc của nó là có màu hơi nâu sẫm. Đấy. Thế thì người ta muốn, nếu anh để như thế mà tự nhiên ấy, không dùng chất bảo quản hay chất tẩy trắng ấy, thì nó có thể nhanh bị hư hỏng và nó bị mốc rất nguy hiểm. Bởi vì trong cái nhân của nó đấy chính là hàm lượng chất bột rất cao. Đấy. Thế còn khi anh tẩy trắng thì không phải là anh dúng một cái là hết ngay, mà thường là người chế biến người ta phải ngâm. Mà tối thiểu là ngâm một đêm đấy, hoặc là ngâm ít nhất vài ba tiếng thì những cái hóa chất đó nó sẽ ngấm qua vỏ và ngấm vào trong kể cả nhân, và khi người ta ăn nhân là có thể ăn phải chất độc hại. Thế thì có thể nói nếu người ta sử dụng chất tẩy trắng như thế về, cho nên nó mới làm ra cái màu trắng hơi bớt đi và nó mất cái màu tự nhiên nguyên thủy của nó. Thế và cái nguy hiểm nhất là cái chất tẩy trắng nó không phải là nó phá hủy hoàn toàn cái chất màu của thực phẩm,
mà có thể nói nếu ta không nhìn thấy thôi. Chứ còn nếu đúng ra là cái chất màu của thực phẩm, ví dụ nó có cái màu gì nguyên thủy hoặc là cái những cái ảnh hưởng cái chất gì đấy là nó vẫn còn tồn lại. Cái thứ hai là ta ăn vào, ta ăn luôn cả cái chất tẩy trắng luôn. Thế là như vậy ta sẽ phải gánh chịu hai cái hậu quả. Thế thì cái đó là cái rất nguy hiểm cho người tiêu dùng. Mà đồ khô là càng dễ dẫn các chất độc ngấm vào bên trong, nhất là nó ngâm quả khô mà ngâm trong dung dịch nước thì cái khả năng xuyên sâu thấm vào trong rất lớn. Hạt dẻ cười có vị ngọt bùi thơm ngon, giàu vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nếu lựa chọn và sử dụng hạt dẻ cười đúng cách sẽ rất có lợi, vì hạt dẻ cười còn là một loại thuốc chữa được nhiều bệnh như tiểu đường, cải thiện chức năng não, phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, nếu sử dụng phải các loại hạt đã được sử dụng chất tẩy trắng sẽ rất nguy hiểm. Trong quá trình tẩy trắng, chlorine dễ theo kẽ hạt thấm vào nhân, hoặc khi rang hạt dẻ dưới tác động của sức nóng, hơi clo bay hơi thấm sâu vào ruột. Thực tế hiện nay, các mặt hàng này được bày bán rất nhiều và dễ dàng tiếp cận với người sử dụng bởi mẫu mã và giá thành hợp lý. Bản thân người tiêu dùng cũng chưa có nhiều hiểu biết và kiến thức để phòng tránh, do đó rất dễ mua phải hàng kém chất lượng, thậm chí có thể là hàng kém được đóng gói bao bì lại trà trộn cùng với hàng chuẩn để đánh lừa người tiêu dùng. Thế này thì bây giờ nó cũng là cái thị hiếu chung của dân Việt Nam mình. Cái này cũng là khó, tại vì nhiều người, nói chung là chiếm 90% rồi, là người ta lại muốn mua rẻ, lại muốn nhìn hình thức. Thế đâm ra là cái hàng Trung Quốc này nó sẽ làm như thế này để nó đánh vào cái lòng người. Tất cả không có, gần như là không có mác, không có nhãn, chỉ là có túi zip ni lông thôi. Thế thì chỉ có mác thời hạn là trung trong vòng 1 năm. Thì là cái này của Trung Quốc, cái túi trên hàng chiếu người ta bán rất nhiều, về người ta mua thùng về người ta đóng ra. Tôi thấy là thường thì có 10 người thì 9 người mua cái loại sẻ. Tôi nghĩ là thật ra là do không phải là người ta tiếc tiền đâu, mà tôi nghĩ là bản thân tôi nghĩ thì là do là người ta không được tiếp cận với cái thông tin ấy, không biết, và cứ thấy kiểu như rất là nhiều cái mặt hàng của nguồn gốc của Trung Quốc, nhưng mà người ta lại mua về và người ta đóng gói và lại đóng gói và lại ghi cái tiêu đề của Việt Nam, chữ Việt Nam ấy, thì đâm ra người ta lại nghĩ là của Việt Nam, của trong nước thì người ta lại yên tâm. Nhưng thực sự là tôi nghĩ là do là cái thông tin thôi. Có những loại hóa chất tẩy trắng được Bộ Y tế cho phép sử dụng như oxalic acid, nước Javel, natri sulfit, nhưng với liều lượng nhất định. Khi sử dụng quá dư lượng sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Hiện nay, theo nghiên cứu khoa học, vẫn chưa nhận thấy khả năng gây ung thư của những chất làm trắng trên. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên thì các độc tố cũng sẽ tích tụ và tiềm ẩn khả năng bị ung thư. Với những người mẫn cảm, khi sử dụng thực phẩm có dư lượng hydrosulfit cao sẽ làm giảm huyết áp, gây nên cơn co thắt phế quản. Về lâu dài, họ sẽ bị hen suyễn, thậm chí là hôn mê, dẫn đến tử vong nếu quá mẫn cảm và liều lượng cao. Tuy nhiên, cái đáng lo ngại là các chủ cơ sở sản xuất tư nhân thường không nắm rõ quy định về liều lượng mà chủ yếu sử dụng theo cảm tính, chưa kể các loại hóa chất nằm trong danh mục chất cấm sử dụng. Đây thực sự là mối lo rất lớn đối với vấn nạn thực phẩm mất an toàn hiện nay. Cái thông tư 27 của Bộ Y tế là ban hành, tôi cho là tương đối đầy đủ, thì có quy định những chất được gọi là phụ gia, thì trong đó có những chất tẩy trắng được phép sử dụng. Ví dụ như là natri bisulfit, kali bisulfit, thì những cái chất này là được giới hạn trong những cái thực phẩm nào. Đấy, ví dụ như nó khoảng độ 18 nhóm sản phẩm được phép dùng hoặc là 16 nhóm sản phẩm được phép dùng. Đấy là cái thứ nhất, và chỉ được dùng trong những cái đối tượng đó. Cái thứ hai là hàm lượng dùng. Đấy, ví dụ như có tùy theo loại, ví dụ như tươi thì chỉ được dùng 50 mg trong 1 cân. Thế nếu mà khô thì có thể dùng tới 500 mg trong 1 cân. Thế thì đấy là chỉ những cái loại mà chính thức được công nhận là phụ gia. Thế còn mà những cái chất tẩy trắng mà không được phép sử dụng trong đó thì nếu dùng coi như là chất cấm.
Hiện nay trên thị trường, rất nhiều sản phẩm có nguy cơ tẩy trắng. Vì thế người tiêu dùng hãy thông thái, hãy tìm hiểu rõ về nguồn gốc xuất xứ, thành phần của sản phẩm. Ngoài ra, nhiều sản phẩm có thể nhận biết bằng mắt thường, phân biệt giữa sản phẩm đã được tẩy trắng và nguyên bản không bị tẩy trắng. Về màu sắc, hạt dẻ bị tẩy trắng là hạt dẻ Trung Quốc có màu trắng tinh, láng mịn, không có vết bẩn nào. Trong khi đó, hạt dẻ sạch thường vỏ không trắng, có màu nâu, nâu sẫm bên ngoài. Về kích thước, hạt dẻ bị tẩy trắng là hạt nhỏ được kích nở, còn kích thước hạt dẻ sạch lớn hơn và dài hơn. Về mùi vị của hạt dẻ bị tẩy trắng, thường có xen lẫn hạt đắng, còn mùi vị của hạt dẻ sạch là vị bùi, thơm nồng, ngon và không bị đắng. Qua mắt thường thì nếu mà có kinh nghiệm người ta cũng có thể nhận dạng được, cảm tính, theo cảm tính. Ví dụ như ở Singapore và một số nước người ta có các trường dạy để cảm quan an toàn thực phẩm. Chỉ bằng nhìn sờ nếm ngửi là loại được 70% thực phẩm không an toàn. Thế nhưng nước ta cái đó chưa biết làm. Đấy. Thế thì ví dụ như hạt dẻ và một số các hoa quả khác, ta nhìn cái màu tự nhiên của nó là màu người ta gọi là màu natural, là faber, đấy, là màu tự nhiên. Thì nó có một cái gì đấy nó nhận dạng ra ngay. Nhưng nếu anh dùng chất tẩy trắng là anh thấy ví dụ cái màu nó hơi khác lạ, nó bợt đi hoặc nó trắng thái quá. Cái mà này là nếu mà phải đi thiệt chi tiết mình có thể mô tả được. Đấy, ví dụ như về cường độ trắng, về màu trắng thì ta lại phải học được cái màu cơ bản, màu tự nhiên của nó là gì. Ví dụ như màu hạt dẻ thì thường là màu nâu sẫm. Đấy. Thế còn nếu anh dùng chất tẩy trắng thì nó sẽ tạo ra cái màu nhân tạo. Đấy. Thế nhưng mà đây ta cũng phải hết sức lưu ý là có khi anh gọi là chất tẩy trắng nhưng sự thực lại không tẩy được mà nó chỉ đánh lừa người tiêu dùng. Đấy, hiện nay có những cái hóa chất tẩy trắng nó như vậy. Tôi nói ví dụ như tinopan, ví dụ như là pizotrin, là hai cái chất mà không được phép sử dụng trong thực phẩm nhưng hiện nay lại dùng phổ biến trong tẩy trắng thực phẩm. Đấy. Nhưng sự thực nó lại không phải là tẩy trắng mà chủ yếu là nó tạo ra một cái ánh sáng ở cái bước sóng đó, người ta nhìn vào nó sáng lên thôi. Những người mua hàng hãy trang bị thêm những kiến thức, những hiểu biết về màu sắc, mẫu mã tự nhiên của thực phẩm để có thể giảm thiểu nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng, hàng chứa hóa chất độc hại, giúp mỗi người chúng ta có thật nhiều sức khỏe và hưởng trọn những ngày vui ý nghĩa bên gia đình và người thân yêu.